Vâng, lối đánh nó tương đối bắt mắt của game thủ E. Anh giả vờ đẩy chéo xong rồi cuối cùng lại đẩy thẳng xong anh lại di chuyển chéo. Mắt lag thế này thì đỡ làm sao được. Sống không hề đơn giản. Và đệ này thì đẩy chéo này. Tuần đầu của Hồng Anh đã tới nhà của Sẻ rồi. Xin lỗi các bạn, là nhà của E rồi. Có tuần đầu của E thì nhìn thấy cung của BB chạy mất hình luôn. Hỏng ăn rồi, hỏng ăn rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Thánh Dương Hà lại đánh chặn nhà, có chết tôi không? Vâng, thôi thì mình về mà mình thủ ông Hồng Anh thôi. Ông Hồng Anh này ngoài ăn và điều R ra không. Vâng, này thì điều R mới He He này. 1-0 dành cho He. 2-0 dành không. Vấn đề là thua rồi. 3-1 cho Hồng Anh. Hồng ơi, Hồng ơi. Này, điều R này. Điều hay quá ông trời ạ. Ui dồi ôi. Cùng R chết liên tục dành cho He. Được rồi, được rồi. Hồng ơi. Hồng ơi. Hồng Anh điều R quá hay. Ông nhưng mà phải nói là ông lơ xe tuyến 32 này không ổn lắm. Chúng ta cùng chuyển sang ông lơ xe tuyến 20, tuyến Phùng. Vâng, anh đột phá vào thẳng luôn nhà Hồng Anh. Đâm thẳng và xuyên thủng luôn. Rất mạnh mẽ, ở nhà vẫn đang có quân thủ chờ đợi BB sang nhà mình. Và đúng là BB đã bắt đầu sang nhà chim sẻ. Và có cả một tuần cùng R sang cứu nhà Hồng Anh. Vâng, cặp đôi BB Hồng Anh đang thi đấu tương đối ăn ý với nhau. Nó như kiểu cặp trung vệ thòng của Chelsea thời gian qua này này. Luis Mika, Mika Hill chuyên mắc lỗi. Vâng, thế này thì cũng biết là nên nói gì. Ông Anh